Hey, chào các bạn đến với kênh Cuộc Sống Miền Đông á. Hiện nay bắt đầu mình thu hoạch tiếp nha các bạn. Mỗi ngày mình cứ thu hoạch suốt vậy đó. Thì ăn không hết, ngày nào thu hoạch gì mình quay cho các bạn coi đó ha. Hiện nay bắt đầu mình ăn cải ngọt nha. Cải ngọt mình không có cắt gốc như mấy loại kia, nhưng mà mình phải tỉa lá. Tại vì mình không có trồng nhiều, trồng ít ít như nè. Mình cứ tỉa lá, lá nó cứ tấn lên mình cứ ăn hoài nha các bạn. Nè, tỉa lá giống mình vậy nè. Không, các bạn tỉa xuống xong rồi mấy cái lá non này nó mọc lên, nó đi thẳng lên nữa, nó chống chống là đi vượt lên luôn. Thì mình cắt gốc cái là thôi, mình đâu còn gì nữa, cắt gốc cái là xong luôn rồi, mình phải trồng vụ tiếp. Mình cũng có trồng vụ gói đầu nữa các bạn, nhưng mà mình ăn kiểu này thì nó bền nha. Hướng dẫn cho các bạn để các bạn biết cách mà sử dụng nó làm sao cho dễ. Đó, các bạn cứ trồng cứ làm theo gian như mình nè, mình chỉ cho. Ăn cái mình cứ ngày cái ví dụ tới đây đi. Cắt lá này cái mời cái lá, lá kế này nó lớn lên nè. 2 ngày nữa lá nó lớn lên cái mình cắt ăn tiếp. Nói chung mình đừng có cắt trụi nha, mình phải chừa. Chừa nó phải 3 lá cho nó có quan hợp đồ này kia. À, giống như mình cắt thấy không? Đó, mình phải chừa nó từ 2-3 lá đổ lên. Nè, này cũng vậy. Này nó gọi là tước lá nha các bạn. Tước lá thì mình ăn được hoài. Ăn chừng nào nó tới gần tới ra bông thì thôi mình nhổ, mình trồng vụ khác. Mình cứ tước lá vậy thôi. Nè. Cũng tước mấy cọng nữa không? Đó, làm thử cho các bạn coi. Mình có tay quay, tay làm nó hơi bất tiện một xíu. Đó, mình cắt cái sẵn vậy nè. Mình nắm nhổ lên nè, ăn kiểu này nó bền. Cắm trên nè, kéo lên xong ăn kiểu này nó bền hơn nha, mình ăn được lâu nữa. Video này chủ yếu mình hướng dẫn cho các bạn vậy thôi đó. Cứ cắt ra vậy nè, thấy không? Kéo lên cọng nè. Mình cứ ăn vậy cái khoảng 2 ngày sau, 3 ngày sau cái là cái lá non rồi nè. Cái lá nhỏ nè các bạn, nó sẽ tấn lên nữa. Lên nữa cái mình ăn hai cái lá này. Sẽ có 2-3 cái lá kia nó lại tiếp. Em lá kia dưới nó lên tiếp rồi mình ăn vậy đó. Nè, mình tỉa cho các bạn coi vậy ha. Này hướng dẫn ăn cái ngọt nha. Đất thừa thừa làm được, chứ nó dày quá bắt buộc bạn phải ấy ra nha, dày quá phải nhổ bớt. Nhổ quả sơn vòng cho các bạn coi ha. Cái thìa nè, dày quá trời luôn, tiến hành nhổ bớt, nó dày quá phải nhổ bớt. Không phải giống như cải ngọt nó lên cái cọng bự mình tỉa nó dễ. Thật sự nói ra nó nhiều quá trời rồi, ăn cũng không hết luôn nữa. Nè, mấy cái này mình con nãy cũng mới tỉa nè. Thấy không? Tỉa mấy cái gốc hết trơn rồi. Cho nó cây nó lớn lên. Lá nó màu bự, nó có thời gian hay không gian trống nó bự lên. Sợ lách mà nó tốt vậy thôi luôn chứ. Đầy đủ hết nha. Đây, cái ngọt này nãy mình cũng tiến hành mình làm y chang vậy đó các bạn. Cái chậu này, cái chậu trước mình cấy ra hết nè. Mình quay vòng cho các bạn tham quan nhìn cái sạch nha. Đó. Cái xà lách hôm qua mình thu hoạch nha. Thu hoạch vậy mà giờ nó vẫn còn dày nữa nè. Giờ bắt đầu mình tiến hành mình tỉa cái chậu bên đây nữa. Chậu này mới làm mẫu cho các bạn coi thôi nha. Mình có thu hoạch được chút xíu à. Làm mẫu cho các bạn coi. Cứ làm như mình vậy đó. Mà cái cọng nó mau bự lắm. Nó tấn lên nó có không gian rộng rồi. Cọng nó bự mình cứ ăn hoài. Ăn nào tới nó chỗ bông rồi thôi. Bông cây này, cây đất, cây trời gì nè. Hàng này hàng hơi bị hiếm nha. Vậy nó có bông rồi nè. Có tiến hành mình lấy hạt giống mình gieo nha bạn.
Cải này ăn ngon lắm nha. Ở miền Tây cải này nhiều, ở miền Đông không có cái này đâu, ít lắm. Hành hạ nó cũng tươi tốt hết ha. Rồi mình xong kết thúc video nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Mình quay cho các bạn coi ha. Chậu này mình đã tỉa rồi nè. Giờ nó trống là cái cọng nó sẽ lên nó mau lớn nha, mau bự nữa. Tỉa sạch hết trơn nha các bạn. Này đối với cải ngọt thôi nha. Ngọt mình trồng thưa thưa vậy, tỉa lên cái cọng mau bự mình còn ăn được. Nhưng mình cắt ngang cái cọng thì nó sẽ hết trơn rồi đâu có ăn nữa. Mình cứ tỉa cái 2-3 ngày, nó tấn lên 2-3 ngày mấy cái cọng nhỏ nhỏ nè. Cái tấn lên mình cứ ăn thôi, tỉa gọn nè, trống. Hai chậu thì nó khác liền không, nó thưa. Bên đây nó dày kín luôn nè. Giờ mình tiến hành mình tỉa chậu bên đây nữa nha. Rồi sau hồi thu hoạch nha các bạn, mình cũng rửa qua nước sơ sơ nè, các bạn coi nè. Nó nhiều đây nè, các bạn nghĩ ăn hết không? Chỉ tỉa thôi đó nha, chưa cắt cọng á. Nè, cái này là cái thìa nè. Cái ngọt. Đó. Nè. Gỗ nhiêu đây nè, nhưng đây bán được 30-40 ngàn bình thường đúng không? 30 ngàn chứ, ngon lành. Không có bán buôn gì nha. Xong giờ mình đi ra mình chia cho bà con dòng xóm hàng người ít. Đó, nhìn thấy đã em không? Xanh mướt luôn. Có sầu dưới bùa thôi, tại mình không có xịt gì hết á. Ra sao để tự nhiên thối thối rảnh này đi bắt sâu thôi. Chỉ xịt tỏi ớt. Tỏi với ớt mình đập dập ra nha. Cho nó hôi, đừng có tránh mấy con bướm nó vô nó đẻ trứng, nó có sâu. Nó cũng vẫn có sâu xanh nha các bạn. Sâu xanh mình tối mình thường đi bắt sâu xanh lắm. Đó. Không, ra bên đó kìa. Đây. Thu hoạch được một rổ luôn nha.